Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 19 Đánh Hà Bỉ Tào Tháo Trụng Kế Lầu Bạch Môn Lữ Bố Phong Thân Lữ bố cử Trương Liêu, cao thuật đi đánh văn trường, còn Lữ bố địch với Trương Phi. Huyền Đức thì trợ chiến cho hai em. Lữ bố đánh thóc hai mũi rùi, con Trương phải nẽ tránh Huyền Đức chạy về, bái thành. Lữ bố rượt theo, cửa thành vội mở đón Huyền Đức, nào ngờ Lữ bố dẫn quân như bay sông thẳng vào thành. Huyền Đức vội chạy ra cửa Tây, bỏ cả vợ con ra quyến. Lữ bố ra lệnh chiêu an, mê trước nói Việc này cho Tào Tháo chứ không phải huyền Đức Lữ bố trả lời Ừ ta với huyền Đức là chỗ bạn cũ Sao nỡ làm hại gia quyến ngươi Nói rồi cho đưa gia quyến huyền Đức về từ châu Lại khiến Trương Liêu cao thuật ở lại giữ tiểu bái Còn mình thì qua diễn châu và san đông Lúc này quan trương phải vào núi mà ẩn còn huyền Đức đang chạy nghe một người kêu, té ra Tôn Cảng. Tôn càng khuyên về đầu tào tháo huyền đức ý theo và lên đường ngay dọc đường đói khát được chân chúng đem lễ vật đãi đằng ít lâu sau thấy trước mặt bụi bay mù trời đã ra là quân của tào tháo huyền đức rất tôn cẳng, vào ra mắt được tào tháo ân cần đón nhận khi binh tào đến Tế Bắc thì có Hạ Hầu Chuyên nhìn đón. Huyên kể việc Hạ Hầu Đôn bị tên trúng mắt, hiện còn nằm dưỡng bệnh. Tào Tháo cho đưa Đôn về hứa đô. Mặt khác sai quân đi dò tinh, được biết lữ bố cùng Trần Cung, tàng bá đang hoành hành ở Diễn Châu. Tháo liền sai Tào Nhân đến mặt tiểu bái, còn huyền Đức cùng mình hiệp nhau đi đến lữ bố dọc đường tháo đánh tan đạo quân ăn cướp ở núi Thái San. Lữ bố lúc này đã về Tử Châu, hay tin liền cùng Trần Đăng đi đánh Tiểu Bái. Sai Trần Khuê ở lại giữ Tử Châu. Khuê dặn rằng, nên nhớ việc tàu công ủy thác. Đăng nói, việc bên ngoài xin cứ mặc con, chừng nào lữ bố chạy về thì cha đừng cho hắn vào. Con đã có kế, sau đó Trần Đăng vào nói với Lữ Bố. Từ châu nay bốn mặt đều thọ địch, vậy nên rời bớt lương về hạ bì. Bố khen phải và cho luôn giao quyến sang hạ bì để an tâm hơn. Sau đó bố cùng Trần Đăng đi cứu tiểu quang. Nửa đường Trần Đăng xin đi trước để dò đồng tĩnh. Tới tiểu quang, Trần Cung trước Đăng vào, đang vào, Đăng nói dối ôn hầu trách các ông sao không tiến tới mà chỉ cố thủ. Thế nào các ông cũng bị của đó. Trần Cung nói, tôi thấy binh tạo đang mệnh. Nhờ ông thưa lại chúa công, chỉ nên cố thủ mà thôi. Trần đang giả vờ gật đầu, sau đó đang lên mặt thành nghe ngóng. Thấy binh tạo đã tới, bèn bắn xuống một mũi tên có mang một bức mật thư. Hôm sau, đang từ giả Trần Cung về thưa với Lữ Bố, Chúa Công nên mang binh khớp tới tiếp ứng Trần Cung. Bố gật đầu và dặn khi cần, Trần Cung hãy nổi hòa lên làm hiệu. Sau đó Đăng lại tới bảo Trần Cung. Từ châu càng nguy khốn, không phải mau về cứu. Cung liền dẫn quân đi ngay. Trần Đăng liền nổi hòa làm hiệu. Đêm ấy vì tối trời, hai đạo binh Trần Cung và Lữ Bố lầm tưởng nhau là địch, đánh nhau chết hại vô số. Sau đó hai người nhận ra nhau, mới biết đều mắc mưu trần đăng cả liền kéo đi từ châu đến cửa thành thì tên ở trên bắn xuống mê trước nói xuống mi đoạt thành của ta thì nay phải trả đừng vô nữa bố liền cùng trần cung định sao tiểu bãi thì nợ đường gặp lương liêu và cao thuận cùng kéo binh về thì ra trương liêu bị trần đăng gạt bảo lữ bố bị vây ở từ châu nên kéo quân đi cứu lữ bố hét lên như sấm thể giết Trần Đăng mới thôi. Sau chót lại kéo quân đi tiểu bãi, cũng đã thấy vất phới lá cờ tào tháo rồi. Lữ bố chửi mắng Trần Đăng, Đăng ở trên đáp. Ta là tôi nhà hớn, đâu là tôi của mi. Lữ bố xông tới đánh thành, gặp Trương Phi. Cao thuật ra địch với Trương Phi không lại. Lữ bố ra tiếp tay thì bốn phía lại có binh tàu đổ đến. Lữ bố chạy về hướng đông. Binh tàu đuổi theo bỗng có một tướng ra chặn đường, thì ra là vân trường. Đằng sau thì trương phi sắp tới, lữ bố không dám đánh, chạy gấp về hạ bì. Hầu thành ra tiếp đón, trước vào thành. Nói về quan công và trương phi dắt nhau về ra mắt huyền Đức. Ba anh em mừng mừng tùy tùy, xảy ra có mê trước, báo tin cho huyền Đức biết cả gia quyến vẫn được bình an. Kế đó cha con Trần Khuê vào ra mắt Tào Tháo tháo truyền mở tiệc khao thưởng hết mọi người sau đó kéo đi thành hạ bì tình dục thưa nay lữ bố chỉ còn một hạ bì này nếu áp bức y lắm y về với viên thuật thì thành một hậu họa và trong bọn tang bá tôn quang ở san đông cũng chưa bình định được vậy thì phải cử một tướng giỏi ngăn chặn ở đường tắt hoài nam khiến lữ bố không tiếp xúc với viên thuật mới được Áo liền nhờ Huyền Đức đi ngăn trận đường Hoài Nam. Huyền Đức để mê trước và giảng ung ở lại Tử Châu. Còn mình với Quan, Trương và Tôn Cảng kéo quân ra đi. Chính Tào Tháo kéo đại binh đi đánh Hạ Bì. Lứ bố ở Hạ Bì thấy lương thực đầy đủ. Lại có song vị thủy hiệp trở. Thì an lòng cố thủ. Trần Cung bảo. Quân Tào mới đến. Nên nhân cơ hội đánh cho một trận. Bố nói quân ta vừa thua nên cho dưỡng sức chờ binh nó kéo đến đây ta đánh cũng không muộn và lại chúng nó khó mà qua được sông vị thủy khi tào tháo lập trại sông liền cho quân tới trước thành nhiếp mắng trần cung lúc đó đứng cạnh lữ bố nói rằng thằng tào tháo này quả là đứa gian hùng nói rồi bắn một mũi tên trúng ngay vào cây lọng vàng che đầu tào tháo tháo tức lắm tuyên đánh thành cướp Trần Cung khuyên Lữ Bố rằng binh tàu ở lâu thì thế nào cũng hết lương. Vậy bố nên mang quân ra một nơi ngoài thành. Còn trong thành thì cứ mặc Trần Cung giữ. Tháo đánh thành thì Lữ Bố đánh bọc hậu. Như vậy làm sao mà Tháo lý được thành? Lữ Bố khen kể rất hay. Nói rồi sắp sửa ra đi. Vợ là nghiêm thị hỏi. Chẳng hay phu quân đi đâu. Bố đem mưu kế của Trần Cung ra nói. Nghiêm thị buồn rầu đáp rùi thành có bề gì thì thiếp biết trong cậy vào ai. Lữ bố lại dùng rằng trong khi Trần Cung dùng đi gấp, vì nghe tin Tào Tháo sắp hết lương mà chặn được lương, thì thế nào Tháo cũng thua. Lữ bố vào nói chuyện với Điêu Thuyền, thì Điêu Thuyền cũng nói như nghiệm thi. Âu cũng là số lữ bố sắp hết vậy. Từ đó bố không đi đâu nữa, cứ cả ngày uống rượu với cùng thê cùng thiếp. Trần Cung thấy vậy than rằng, tụi này đến chết không có đất mà chôn hứa tị vào thưa với lữ bố xưa kia tướng quân còn lời hứa làm xuôi với viên thuật này nên nhờ viên thuật đánh bọc hậu mà giải nguy bố liền viết thư cho hứa tị mang đi lại sang trương liêu và hít mạnh dẫn binh để đưa được đêm ấy thoát ra khỏi trại huyền đức huyền đức khi hay tin thì đã muộn hít mạnh thì đi theo bảo hộ hứa tị còn trương liêu thì quay về thành chợt gặp vân trường hai bên chưa kịp giao phong thì cao Thuật xông ra đưa trương liêu vào thành còn hứa tị khi đến thọ xuân ra mắt viên thuật mà đưa thư viên thuật xem rồi bảo ngày trước lữ bố giết sứ tuyệt tình xuôi ra nay còn biên thư làm gì nữa hứa tị thưa phụng tiên trước chót nghe lầm đứa nịnh nay thật lòng ăn năn thuật lại nói nếu không chịu binh tào vây, đời nào bố gả con gái cho con ta. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, viên thật quyết định, muốn ta đem binh đi cứu, thì hãy đưa con gái của y đến đây trước đã. Hứa tỷ đành mang lời nói ấy trở về. Lữ bố nói, làm sao mà đưa đi được bây giờ? Hứa tỷ nói, vừa rồi quân tào bắt được hít mệnh, mưu cơ của mình đã lộ. Vậy phí tướng quân thì chẳng ai mang nổi tiểu thư đi. Bố nghe theo, sai quân dọn sẵn một chiếc tiểu xa, rồi dặn Trương Liêu cùng Cao Thuận đi theo hộ tống. Sang kênh hai, lứa bố kêu con gái ta, lấy lụa nịch kỹ quanh mình, lấy giáp che ở phía ngoài, rồi đai con ở sau lưng, cầm kít lấy ngựa, cả đoàn ra khỏi thành. Tức thì tiếng pháo nổ vang, quan công Trương Phi cũng xuống kêu ra kêu lữ bố chớ chạy. Lữ bố chỉ mong tìm đường mà đi, thì huyền đức cũng lại dẫn binh kéo tới. Lữ bố tuổi sức mạnh vô địch, nhưng sợ con bị thương nên không dám xông pha. Lúc đó lại thêm hứa chữ từ quang ầm ầm kéo tới. Lữ bố đánh phải, rút vào thành. Từ đó lữ bố càng thêm buồn bực, cả ngày chỉ uống rượu làm khuây. Tào tháo đánh mãi hạ bì mà không được. Chợt nghe tin thái thú Hà Nội là Trương Dương muốn đem binh đi cứu Lữ Bố, nhưng bị phó tướng là Dương vu xiết đi. Sau đó Tào Tháo bàn với các tướng. Này Bắc có viên thiệu, đồng có lưu biểu, trường tú. Thành hạ bị vậy mãi không ăn thua. Ý ta muốn lui về hứa đô, Không có nên chăng? Quách gia hiến kế. Ngăn nước còn sông nghi, còn sông tú, thế nào cũng xong. Tào Tháo cả mừng, quân ngăn ngay nước hai con sông ấy, rồi dắt các tướng lên chỗ cao, xem nước chảy đổ vào thành hạ bị. Chẳng bao lâu chỉ còn cửa đông thành là khô ráo, ba cửa kia ngập hết. Quân vào báo lữ bố nói, ta có ngựa xích thố, chạy được trên nước lo gì, nói rồi lại uống rượu. Ngày kia chợt soi cương thấy mình vì tiểu sắc mà gầy guộc, bèn ra lệnh cấm rượu hễ ai uống thì chém đầu trong lúc ấy có hầu thành mất một số ngựa nay tìm lại được mừng lắm đặt một ít rượu để ăn mừng nhưng sợ lữ bố nên hầu thành cầm một bình rượu đến dâng lữ bố mà rằng tôi mừng tìm được ngựa muốn đặt chút rượu để mừng nhưng sợ có lệnh của tướng công nên bằng mang bình rượu này tới để xin phép lữ bố cả giận truyền quân mang ra chém các tướng đổ xô lại ngăn cản. Lữ bố mới thôi. Nhưng bắt hầu thành chịu một trăm roi. Quân lính thấy vậy lại càng chán nản. Ngụy Thục nói. Nước ngập châu thành. Bọn ta không biết sống chết thế nào. Mà sao lữ bố lại cứ điềm nhiên như không? Tống Hiến nói. Tôi muốn bỏ thành mà đi. Anh thì sao? Ngụy Thục nói. Chỉ bằng ta nên đầu tàu công là hơn. Hầu Thành nói, Hai ông có ý dân thành, đầu tàu công thì phần tôi ăn trộm con ngựa xích thố. Thương nghị xong, đêm ấy Hầu Thành dắt ngựa xích thố đi về hướng đông. Ngụy Thục mở cửa cho đi, Hầu Thành mang ngựa sang dân Tào tháo và nói ý Ngụy Thục. Tống Hiến muốn dân thành và sẽ dựng cờ trắng làm hiệu. Tào Tháo mừng lắm, đốc quân phá thành. Lữ bố tìm ngựa thì ngựa đã bị mất, liền xách xích đi bốn mặt thành trống giữ Tới tối, binh tàu mới lui. Lữ bố trong mình đã mệt, liền lên lầu thiêu thiêu ngủ. Tống hiến liền ăn cắp cây kích trước. Chờ lữ bố ngủ say, lấy dây cột luôn lữ bố vào ghế. Lữ bố thức dậy, kền tả hữu nhưng chẳng có ai. Trên thành cờ trắng dựng lên binh tàu ùa vào như nước, Tống hiến quăng cây kích của lữ bố xuống làm tinh. Trương Liệu cao thuận Trần Cung đều bị bắt. Tào Tháo Huyền Đức vào thành, lên ngồi trên lầu Bạch môn. Các người bị bắt được đưa tới, lữ bố tùy mệnh nhưng kêu lên: tói chặt quá, xin nới bớt." Tào Tháo đáp: tói hùm phải trói cho chắc chớ." Bố nhìn thấy bọn Tống Hiến đứng gần đấy, liền bảo. Ta à, đãi không bạc, sao nỡ phản ta? Tống Hiến đáp. Chẳng nghe lời tướng sĩ, chỉ nghe vợ con, không bạc là gì. Khi dẫn Cao Thuận tới, Tào Tháo hỏi han, Thuận không thèm đáp, tức thời bị chém. Trần cũng bị dẫn đến, Tào Tháo hỏi. Lâu nay công đài có mệnh giỏi không? Trần cũng bảo, người thật là kẻ tâm thuật xảo trá nên ta mới bỏ ngươi đó. Tào Tháo lại hỏi, thế lữ bố thì sao? Cùng đáp, bố vô mưu, nhưng không quỷ trá như ngươi đâu. Tào Tháo lại hỏi, bây giờ ông tính sao đây? Trần Cung hét lớn, chỉ còn cái chết, sao cứ hỏi mãi? Tháo lại nói, ông chết đã định nhưng vợ con ông tính sao? Trần Cung đáp, lấy hiếu trị thiên hạ, thì không giết mẹ người lấy nhân trị thiên hạ thì không giết vợ con người đó là việc của ngươi tùy ngươi đối xử nói xong trần cung đi thẳng tới pháp trường tào tháo làm bộ đi theo rồi than van rồi khóc lóc lại nói với quân sĩ các ngươi phải đem ra quyến công đài về hứa đô mà cấp dưỡng trần cung cũng chẳng quay lại đi thẳng tới chỗ chịu chém ai nấy đều xa nước mắt tào tháo truyền phải khâm liệp tử tế trong khi Tào Tháo theo tiền trần cung, thì Lữ Bố nói với Huyền Đức, sao ông chẳng một lời nói giúp nhau? Huyền Đức gật đầu. Khi Tào Tháo trở lại, Lữ Bố nói, tha à, cho tôi làm ông làm chánh, tôi làm phó, thì định thiên hạ có khó gì? Tào Tháo quay lại hỏi ý kiến của Huyền Đức. Huyền Đức nói, Ngài có còn nhớ chuyện định kiển dương và đồng trác không? lữ bố hét lên, thằng kia thật chẳng có tính nghĩa gì hết. tháo sai quân mang lữ bố đi. lữ bố còn nói to, thằng tai lớn kia, mỹ quên chuyện bắn kít nơi viên môn rồi sao? thầy có người nói lớn, chết thì chịu chết, còn nói làm gì? đó là trương liêu. ngoài kia lữ bố đã bị quân sĩ thắt cổ chết rồi đem bêu đầu. tào tháo hỏi trương liêu, ai đó như quen mặt? Trường liều đắp, phải ở bọc xương, ta tiếc rằng lửa chưa tiêu chết tên gian hùng như mi. Tào Tháo rút gươm ra toàn chém. Hết hồi 18. Hết hồi 19. Cảm ơn quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyện Tam Quốc Diệt Nghĩa của La Quán Trung trên kênh Quán Truyện Audio. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hồi tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.